Kelly Herron đã trở thành anh hùng trong mắt nhiều phụ nữ tại Seattle sau khi cô chống lại một kẻ hiếp dâm trong nhà vệ sinh công cộng tại Seattle. Hàng trăm phụ nữ đã theo gương cô để học các kỹ năng tự vệ. Những người phụ nữ này đang rèn luyện để sẵn sàng đương đầu với những nguy hiểm không thể lường trước. Họ lấy cảm hứng từ câu chuyện của cô gái 36 tuổi Kelly Herron, người đã đánh trả kẻ mưu toan cưỡng hiếp trong một nhà vệ sinh công cộng. Vụ việc xảy ra vào ngày 5 tháng 3, dù chịu một số thương tích, nhưng Kelly cuối cùng đã chiến thắng. Đây là nơi tôi đã cào cấu và hét vào mặt hắn ta. Herron cho biết, trước khi bị tấn công, cô đã theo học một lớp tự vệ được 3 tuần. Tại đó, cô được dạy phải la hét và chiến đấu thật dữ dội. Kết quả là cô đã đánh bại kẻ tấn công và nhốt người này trong phòng vệ sinh trước khi cảnh sát đến. Tôi bị tấn công ngay giữa ban ngày vào một chiều Chủ nhật. Vì vậy, bạn luôn phải tỉnh táo nhận thức môi trường xung quanh và chuẩn bị tinh thần. Nhưng không có nghĩa là phải sống trong sợ hãi. Tôi nhận thấy phụ nữ có nhu cầu theo học các lớp tự vệ phù hợp với nữ giới, với các kỹ năng có thể áp dụng trong thực tế. Các học viên nữ cho biết họ được thúc đẩy bởi tấm gương của Herron để vượt qua nỗi sợ hãi và học cách tự vệ. Tôi đến học vì đã nghe chuyện của Kelly và tôi thấy đó là ví dụ rất gần gũi. Tôi thích chạy, tôi luôn chạy bộ quanh Seattle, vì vậy học tự vệ là một lời khuyên thiết thực, hữu ích. Herron chia sẻ rằng khi bị tấn công, bản năng chiến binh của cô trỗi dậy mạnh mẽ và thúc giục cô không được đầu hàng. Số lượng tìm kiếm khóa học trên Internet đã tăng lên gấp 10 lần. Nhờ câu chuyện của Herron, nhiều phụ nữ tại Seattle cho biết mình cảm thấy mạnh mẽ hơn sau khi tham gia huấn luyện.